Tình yêu của nhân loại là sự kết hợp của tâm hồn và thể xác, trí tuệ và tư tưởng, hạnh phúc và nghĩa vụ. Chuyện chuyến xe đêm. Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm, nhưng riêng tôi vì cuộc hôn nhân tan vỡ quá sớm nên tôi đồng ý, và trong cái đêm trừ tịch ấy tôi đã đón một hành khách đặc biệt. Tôi nhận được một cuộc gọi lúc 2 giờ sáng. Tôi dừng xe, xung quanh trời tối đen như mực, trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ của căn nhà. Thường tôi chỉ bấm còi một hai lần đợi một chút, nếu khách chưa ra thì lái xe đi. Nhưng lần này không hiểu sao tôi lại ra khỏi xe, bước lên thềm nhà. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa. "Xin chờ một chút." Một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát im lặng, cửa mở, một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo bà ba và chiếc quần lĩnh đen, một túi xách nhỏ để dưới chân. Bên trong căn nhà nhỏ của cụ có một cặp vợ chồng hình như là con của cụ đang nằm ngủ say dưới đất ngay tại phòng khách, và hai đứa con của họ, tức cháu của bà cụ, đang yên giấc trên chiếc đi văng độc nhất của gia đình. Tôi đoán đây là một gia đình lao động và ngôi nhà dường như chỉ có hai phòng, phòng khách và bếp. "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" Bà cụ vừa nói vừa khóa cửa gỗ, cẩn thận luồn chìa khóa qua khe dưới cánh cửa. Khi chúng tôi vào xe, bà cụ đưa cho tôi địa chỉ cần đến và hỏi, "Cậu có thể đi xuyên qua chợ cũ được không? Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất thưa cụ." "Tôi không vội mà." Ngừng một chút, cụ nói tiếp, "Tôi đang đến trung tâm dưỡng lão. Bác sĩ nói tôi bị bệnh ngặt nghèo, không sống được bao lâu nữa. Các con của tôi không biết, và tôi cũng không muốn chúng phải hao tiền tốn của vì tôi." Tôi tắt đồng hồ, đo và hỏi, "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?" 3 tiếng đồng hồ chúng tôi đi dạo quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi từng nơi bà đã gánh hàng rau đi qua thời trẻ. Thỉnh thoảng bà kêu tôi đi chậm qua một góc phố nào đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng. Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói, "Tôi mệt rồi, cậu cho tôi đến trung tâm dưỡng lão đi." 2 tháng sau, trong một lần chở khách đi ngang qua trung tâm dưỡng lão ấy, tôi bất ngờ khi thấy người ta làm đám tang cho bà cụ. Tôi bước vào, thắp một nén nhang cho bà. Bất chợt, tôi nhớ lại chuyến xe đêm ấy, chuyến xe mà tôi đã không lấy một đồng nào của bà cụ vì biết chắc bà không thể trả nổi. Tôi bỗng cảm thấy vui khi nhận ra rằng trái tim cô đơn của tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.